sân chơi cho trẻ em trong ngày hè và nạn đuối nước ở trẻ là nỗi lo của không ít bậc phụ huynh khi mà hàng ngày ở đâu đó có rất nhiều vụ đuối nước xảy ra, nhất là khu vực nông thôn. Song vướng mắc hiện nay là kinh phí xây một bể bơi cố định rất lớn, diện tích cũng phải đáp ứng yêu cầu. Do đó, việc ra đời mô hình bể bơi di động của huyện đoàn Đà Tẻ với nhiều tiện ích đã đáp ứng kỳ vọng của đông đảo người sử dụng. Tràn đầy hứng khởi và sảng khoái là cảm xúc hiện lên trên gương mặt của những bạn nhỏ sau mỗi vòng bơi, mỗi lần ngập lặn ba thước dưới làn nước trong vắt. Có bể bơi, có thầy cô giáo dạy bơi ngay tại trường. Mùa hè này thực sự vui và ý nghĩa hơn đối với nhiều trẻ em vùng nông thôn huyện Đà Tẻ. Ở góc sân, thầy giáo đang hướng dẫn các bạn nhỏ tập luyện các động tác khởi động trước khi xuống bể. Nhộn nhịp nhất là khu đặt bể bơi di động. Trong bể, các bạn nhỏ được giáo viên hướng dẫn chi tiết từng cách nín thở, lấy hơi, cách phối hợp giữa tay và chân khi bơi. Một số em hào hứng tự bơi những vòng đầu tiên. Cái chương trình đuối nước này tôi thấy là rất hiệu quả. Vì tôi dạy thì một số em yếu nhất thì ít nhất là em cũng biết học nước và lặn được nước hoặc là có thể là đập nước khoảng 3 mấy đến 5 mấy. Em bơi giỏi nhất tôi dạy thì được 8 vòng. Rồi bơi 5 vòng như trong chương trình này thì rất là nhiều, 4 vòng, 3 vòng, hoặc là 2 vòng cũng rất là nhiều. Như vậy, qua chương trình mà đoàn của huyện đưa ra, cái này tôi thấy rất là có hiệu quả. Với ý nghĩa phòng chống tai nạn đuối nước cho các em, từ tháng 6 năm nay, huyện đoàn Đà Tẻ đã triển khai chương trình dạy bơi, phòng chống đuối nước miễn phí cho thiếu nhi, bằng việc tiến hành thi công và lắp đặt hai bể bơi di động, với diện tích 50 mét khối, chiều cao 1 mét. Trong đó có một bể bơi tự tạo trị giá 12 triệu đồng và một bể bơi di động lắp ghép trị giá 30 triệu đồng. Bể bơi di động được luân phiên lắp đặt ở 11 xã thị trấn, tận dụng những khoảng trống có sẵn ở sân trường hoặc ủy ban xã. Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng huyện đoàn Đà Tẻ đã tổ chức được 5 đợt, thu hút được trên 700 thiếu nhi tham gia học bơi. Con rất thích học bơi, có nhiều thầy cô dạy con rất là kỹ và có nhiều các bạn cùng bơi con. Thầy cô chỉ cho con rất là nhiều kỹ thuật bơi, cách cứu người bị đuối. Sau 3 ngày học con bơi ếch, bơi sải, bơi ngửa và bơi được 4 vòng. Bể bơi này có nhiều ưu điểm như làm bằng bạc nên tránh được tình trạng va đập gây thương tích như các bể bơi thông thường. Để sử dụng 100% nước giếng khoan, hàng ngày sau khi nước được thay mới đều có chuyên viên y tế đến pha flo với tỷ lệ chuẩn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Ngoài giáo viên thể dục giảng dạy thì mỗi giờ học đều có 4 bạn đoàn viên túc trực để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em. Trước khi mà chưa có chương trình bơi này thì nói chung là gia đình rất là lo lắng, được các cấp trên về tổ chức bơi như thế này thì thôi là gia đình thì rất là yên tâm trong những lúc các cháu mà xảy ra trường hợp đuối nước như thế. Mong muốn là cứ mỗi năm có một dịp hè thì về mà cho các cháu tổ chức bơi như thế này thì gia đình cũng nhiệt tình là đưa các cháu đi. Bể bơi di động tại các trường học do huyện đoàn Đà Tẻ lắp đặt là một trong những mô hình phòng chống đuối nước sáng tạo và là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Với hiệu quả thiết thực mang lại, nhiều đơn vị cũng đã đến tham quan, học hỏi mô hình và xem xét vận dụng để tổ chức nhân rộng ra tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cái quá trình triển khai hồ bơi dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi thì đoàn thanh niên của huyện có thể đánh giá là lớp này hết sức có hiệu quả và được người dân và phụ huynh ủng hộ rất là cao, tạo điều kiện cho các em thiếu niên nhi đồng có một cái mùa vui chơi bổ ích và có cái kỹ năng phòng chống đuối nước để qua đó bảo vệ mình trong trước các cái mùa mưa, mùa bão và các cái nguy hại cho cái việc mà đuối nước gây ra. Và qua đây thì tôi nghĩ là rất nhiều các trường và cũng như là lãnh đạo huyện đánh giá rất cao cái mô hình này và hiện nay thì cũng đang có cái tính toán để triển khai nhân rộng mô hình đến trong tất cả các cái trường tiểu học trong toàn huyện. Với mô hình bể bơi di động, dễ lắp đặt, dễ di chuyển, lại không cầu kỳ diện tích và đặc biệt là chi phí rất thấp, chỉ từ 10 tới 100 triệu đồng, thì so với chi phí lắp đặt của một hồ bơi cố định, thì đây thực sự là một mô hình mang ý nghĩa thiết thực và mang tính lan tỏa sâu rộng đến từng địa phương trong tỉnh.